Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Thủy Tiên công vinh vượt bão số 9, mặt nước sông dâng cao 10 mét, lội mưa đi cứu trợ miền Trung. Sau chuyến đi được gần một tuần thì khi quay trở lại với miền Trung, công vinh đã hộ tống Thủy Tiên để cùng thực hiện những ngày cứu trợ. Nữ ca sĩ đã nhận quyên góp hơn 150 tỷ đồng. Mới đây nhất, trên mạng xã hội tiếp tục truyền tay nhau hình ảnh vào sáng ngày 28 tháng 10, vợ chồng nữ ca sĩ đang làm việc với ngân hàng tại Quảng Bình để rút thêm kinh phí. Ngày trước khi đi ra miền Trung, họ cũng đã lấy thêm vài tỷ đồng để phát tận tay người dân. Nhưng vì rất nhiều hộ gia đình và lúc chẳng thể mang quá nhiều tiền, nên mỗi ngày vợ chồng cựu cầu thủ phải sắp xếp thời gian rút tiền trước. Hai vợ chồng diện trang phục gọn gàng, đơn giản, mang cả vali, ba lô để chứa tiền quyên góp. Một số bộ phận từ địa phương cũng hỗ trợ công vinh Thủy Tiên. Mọi người tại đây ai cũng nở nụ cười trước sự nhiệt tình của người nổi tiếng đang cố giúp bà con. Sau đó, Thủy Tiên công vinh di chuyển đến Bố Trạch, Quảng Bình, hỗ trợ tiền mặt cho người dân. Theo như Thủy Tiên tiết lộ thì nước sông ở đây đang dâng lên tới 10 mét, trời mưa nhiều do ảnh hưởng cơn bão số 9 sắp đổ bộ. Dẫu vậy, cặp đôi vẫn quyết định mặc áo mưa đem tiền đi cứu trợ đồng bào, vì biết được sự cấp bách nhanh chóng, lúc này bà con đang rất cần tiền. Cũng như lần trước, mỗi gia đình sẽ được ủng hộ 10 triệu đồng tiền mặt dựa vào danh sách mà chính quyền địa phương đã xác nhận. Và danh sách những người nhận hỗ trợ cũng đã được thu thập kỹ càng để ai cũng có phần nhằm tái thiết lại cuộc sống bình thường. Đi đến đâu làm gì, Thủy Tiên và công vinh cũng livestream rõ ràng trên trang cá nhân để công khai minh bạch cho người dân cả nước. Người dân Tây Bắc mặt mừng, xúc động và phấn khởi khi nhận được sự ủng hộ từ Thủy Tiên, công vinh cũng như tấm lòng của người Việt Nam trên mọi miền đất nước. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người không khỏi xúc động. Cặp đôi dự tính sẽ ở khá nhiều ngày để đi đến đủ các xã, huyện và có thêm thời gian để khảo sát từng khu vực cho việc xây dựng lại cầu đường, nhà cửa chống lũ. Ai cũng mong cả hai có thêm sức khỏe và luôn an toàn trong chuyến đi này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.